tiên xin chào quý bà cô chú ha, đang quay trở lại với kênh của Miền Tiên. Trời đang chuyển mưa này cô chú anh chị, đang có khán giả về biến. Trời gì đang mưa đó, bây giờ là trời đang chuyển mưa rất là lớn ở mộ của chú Vũ Linh đó, anh trai vội đi cho chú anh chị. Anh thấy anh cúi đầu lại chú Vũ Linh nhìn rất là thành kính luôn á. Hồi sáng này mới khen khen, giờ đang hùi lùi rồi nè. Hồi sáng này tươi ha. Mày sao chuyển màu sắc nhanh chứ ta. Này chắc chiều nay là bỏ được rồi đó anh. Đen á, hết trơn rồi nè. Bỏ vậy, thấy sao hay vậy đúng không? Đó, giờ đang kìa, đang ngủ đang hùi à. À, bỏ luôn ta, chứ đang nhìn kỳ quá à. Đăng lấy cái này lên đi, cái này là dưới này mới nè anh, mà bỏ cái đó đi đó, đem lên cho đẹp ha. Cái này mới cúng sáng nè, bỏ bên ớt á, cúng sáng cho chú đó, mới đem lên đi, nhìn nó đen, nhìn nó kỳ. Đặt cái hoa đồng tiền lên. Có vậy, sáng mới khen khen. Hoặc là xé nó ngoài ra hả? Ngoài trong nó cũng, ở trong nó cũng đen đen hả? Ừ, đen tự trong ra luôn. Đó. Ngày mai là thế nào nó cũng cũng quá. Giờ ấy đang mềm mềm mà chút, ngày mai bắt đầu rụng lật đật luôn, tự rụng luôn. Mai tự động khỏi cần lắc cắt luôn chứ. Hết. Hết. Sáng quở chi giờ sáng bị gì nè. Bây giờ đang lùi 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 nè. Buổi sáng khen chi biết giờ này đang lùi 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 rồi. Buổi sáng anh thấy tươi như hoa mới nở không? Tại vì tại em khen nó cũng nhanh tàn mà, tại vì nhân như vậy là lâu rồi. Nhưng mà sáng này thấy tươi không có gì đen, tự nhiên giờ đang hùi lùi em thấy hết hồn. Tại em thay nước á. Anh thay nước bằng tư đó em, không thay nước là ngủ luôn rồi. Với đen từ trong ra ngoài. Từ trong ra ngoài này cô chú ơi. Nè à. Không đen rồi luôn mình. Còn gì nói nữa. Cái này là mình giữ mình giữ lắm nữa, 3 ngày đó, từ bữa 19 tới bữa nay đó. Đúng rồi. Bữa 19. Hiện tại là team bảo tiêm đã có mặt tại thị trường Tân Sơn Nhất. Ừ, đang ở Tân Sơn Nhất. Đó chính là lớp trưởng chúng ta ha, nhịp sông Miêu. Sau đó là anh Nam Giang, Cát Dòng, Thị Hương. Ừ. Có cả là anh Giang đó nha. À, tại sáng anh lên đây nghe mình nói phải không? Giang rồi anh Nam. Chị Bích, chị Hương của Hoàng. Nhưng mà nãy là các anh em đã chuẩn bị hoa rồi. Hoa hồng, nhưng mà có lẽ là hoa hồng các em lên được máy bay cho nên là sẽ cho có lẽ là đưa cho bé Tiểu My đem về. Hoa hồng. Hoa hồng hả? Bó đẹp không? Đẹp không anh? Hoa hồng đẹp chứ, hoa hồng bó hoa hồng luôn á. Bự á mà. Bây giờ là Mỹ hả?
Bây giờ là đúng rồi, chiều nay là anh bay qua Mỹ là một ngày một đêm mới tới bển. Một ngày một đêm luôn hả? Bay Mỹ ra. Ngoài còn cây dù quá chồng. Mắc thì thôi, mắc luôn chứ sợ sao. Nhưng mà tại vì đây cũng là một cái sự kiện rất là lớn ha, cho nên nhưng mà cũng là do một cái công việc thôi. Thì 15 mét cùng với bà xã sẽ ghi hình chia sẻ cho tất cả bà con cô bác tại đám tang của mẹ vợ của anh Lê Dương Bảo Lâm đó. Thì nói chung là mình cũng sẽ lau mộ, dọn dẹp mộ xong hết thì mình mới lên đường mình đi được. Thì ngày sáng nay là vào lúc là 9 giờ sáng ha, là sẽ làm lễ tổng quan đó. Thì 15 mét xong hết là sẽ quay trở lại mộ chú Linh rất là sớm ha. Nói chung là cũng tranh thủ nhất có thể. Ồ, có đám tang vô hả chồng? Nghe tiếng trống. Thì cả là mưa luôn rồi. Ờ, đây coi đám tang coi chú anh chị ơi. Đám tang chiều mưa ha. Mấy anh em thì mưa nên chạy qua bên cái liều bên đây nè đó, để ngồi trong đây. Đi đường bên đây là hiu nha coi chú anh chị đó. Đường hiu ở Nghĩa Trang, Hoa Viên, Bình Dương. Trời mưa đi đám tang luôn nè. Đó, hiện tại thì đang mưa ở mộ của chú Vũ Linh rồi. Hồi nãy là mưa lất phất thôi mà giờ mưa hơi hơn, có vẻ là hơi to lên chỉ xíu rồi đó. Không là anh em là luôn sắp xếp để có mặt ở mộ của chú Vũ Linh. Thứ nhất là để ghi hình, thứ hai nữa là để không có đi bỏ hết ha. Mà có mộ, ở mộ rồi chăm sóc mộ cho chú rồi cúng kiến rồi, rồi hấp hương. Thì ngày mai nếu mà hôm nay chiều nay mà tiên vào 15 mét thì có đi quay ở chỗ khác thì sẽ ngày mai thì tiên cũng sẽ tiếp tục ở đây, nhưng mà chắc là hơi trễ chút xíu, chắc cũng tầm phải tới trưa mới tới đây. Nhưng mà nói chung là ngày nào mình phải cũng phải có mặt ở đây hết cô chú anh chị. Hả? Mưa lớn rồi ha. Anh nhà Ngọc là hấp hương cho chú ha, tại vì nay là khán giả ít nên là anh em mình thay nhau hấp không, hấp cho nó nhiều hương lên cho chú để cho chú có thể là ấm ha. Đó, mưa lớn thì cô chú anh chị. Cây nhang này như là màu cháy hơn, phải không? Màu cháy hơn cây nhang kia. Cây nhang kia lâu. Cây nhang hết 4 tiếng rồi. 4 tiếng. Này cũng là bé, mẹ của bé 12 tuổi. Đem lên nhiều không anh? Xe không? Bữa xe là 200 cây. Wow, 20 bó. Và một bó là 200 cây. Là khá nhiều nha. Mà cứ hết là chưa hết là đã chăm lên rồi mà, đúng không? Nên không bao giờ hết nhen. Mấy ngày này sao ngày nào cũng mưa hết hả? Bữa nay mưa quá chắc chân dài không có lên nổi. Bữa nào nắng ráo thì dài lên chứ mưa dài không có lên. Ê. Là hết hồn. Ông lấy luôn, tự nhiên chạy lộn.
đúng không? Này là vắng khán giả, sáng thì cũng có đông nhưng mà trưa nay thì mưa hớt. Giờ chỉ còn có mấy anh em cùng với ekip ở đây thôi cô chú anh chị. Mưa lớn rồi. Bữa nay mưa sớm á. Hôm qua gần 16 giờ mới mưa, bữa nay mới giờ. Cái video của Hiền Tiên đến đây xin kết thúc nha cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có ngày tốt lành, đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau ha.